Theo Phó Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Tô An, hàng loạt đăng kiểm viên đang có tâm lý bất ổn, nhiều người không dám đi làm vì sợ bị công an bắt. Cụ thể, 3-4 tháng qua, khi nhiều đơn vị bị công an điều tra, ngành đăng kiểm phải đối mặt với sự bất ổn, đăng kiểm viên vừa làm vừa lo bị bắt. Hàng chục người đã làm đơn xin nghỉ việc, nhiều người không được cho nghỉ song vẫn từ nghỉ, báo ốm, đi chữa bệnh. Toàn ngành đang thiếu 30-40% đăng kiểm viên, nhiều trung tâm phải dừng hoạt động. Riêng đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam thiếu khoảng 50%. Các trung tâm cần có 240 đăng kiểm viên để hoạt động bình thường thì một nửa số đó đang trong diện bị điều tra. Do thiếu nhân sự, một số đơn vị vẫn huy động cả đăng kiểm viên bị khởi tố làm việc và nhận lương. Trong đó, khu vực Hà Nội có 12 đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng vẫn làm việc. Hệ thống đăng kiểm đang đứng trước nguy cơ bị đứt gãy, thậm chí sụp đổ khi nhân sự bị thiếu hụt nghiêm trọng. 3 tháng qua, công an cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong đăng kiểm. Nhà chức trách đã khám xét hơn 50 trung tâm, khởi tố gần 300 bị can với các tội danh, nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác và sản xuất, mua bán công cụ, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật,